Tới rồi. Tới đâu vậy? Tới rồi đó. Hồng Ngự thủ phủ cá tra. Tới Hồng Ngự Đồng Tháp rồi. À, miền Tây. Và đặc biệt là người con Đồng Tháp đang chào đón Ngọc Lan với Quốc Thượng cũng như là chương trình Gõ Cửa Thăm Nhà. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Gõ Cửa Thăm Nhà. Cốc cốc cốc, cọc cọc cọc. Em không biết là anh sẽ đưa em đến gõ cửa thăm nhà của ai. Mà thấy mặt anh rất là hớn hở. Tại vì nhân vật này cái mặt rất là vui tươi. Đó là ai thì em đi với anh. À dạ. Đi. Đi bên nào anh? Đi đây. Bầu hoa phàn. Rách miễu đúng không? Rạch miễu á là ở Bến Tre nha, còn cái phà này không phải là phà rạch miễu. Bầu qua phà Hồng Ngự. Rồi, công nhận cái miệng. Qua lẻo đẻo theo sao. Em có mong muốn rằng sắp tới chương trình Gõ Cửa Thăm Nhà chúng ta sẽ đi khắp nơi và đi trải nghiệm ở mọi miền đất nước giống như vậy không? Em rất là thích luôn. Em rất là thích khi mà gõ cửa thăm nhà, được len lỏi vô trong từng hang cùng ngõ hẻm, từng cái đường đê bờ ruộng, các nơi, các địa danh ở trên đất nước Việt Nam mình. Cũng như là có những cái câu chuyện, rất là nhiều câu chuyện để truyền cảm hứng. Không chỉ là gõ cửa thăm nhà của các nghệ sĩ, những người nổi tiếng, mà chương trình Gõ Cửa Thăm Nhà cũng rất là mong muốn gõ cửa thăm nhà những nhân vật nào mà có ảnh hưởng đến cộng đồng và mang những điều tích cực đến cho người xem. Thôi chuẩn bị lên phà. Đi. Là mưa sắp tới rồi đó, đi lẹ lẹ đi. Em cứ lạng qua lạng lại hoài. Anh giữa đường đó. Đây nè, nhà này nè. Đó. Anh biết hay vậy. Dạ, em chào anh Thuận. Chào. Chào chị. Chào Thảo. Dạ, em mời anh chị vô nhà. Anh thay mặt cho chương trình Gõ Cửa Thăm Nhà, trước khi bước vô nhà em gửi tặng em một chậu hoa lavender. Rồi. Sắp mưa rồi đó. Dạ. Để ai vô đứng không? Dạ, mà em mời vô. Nãy giờ anh đứng có kỳ cục á. Anh đi vô lẹ đi. Mắc lỗi dữ lắm. Con tên là Phạm Ngân Thảo. Mọi người hay thương yêu gọi con cái tên là Thánh Súng Ngân Thảo. Trước cái lúc mà phát hiện ra là răng có vấn đề á, thì con đã đăng ký thi thách thức danh hài rồi. Con đăng ký thi là anh này cũng không có biết luôn. Đi casting chương trình là cũng chưa bị súng răng luôn. Về rồi một tháng sau là con mới phải nhập viện để mổ lấy nang răng ra. Là phải bỏ 9 cái răng luôn. Nhưng mà tới lần cuối cùng thì anh này anh mới động viên con, là anh nói là thôi em đi đi, biết đâu là cái răng mình nó là cái duyên để mình đạt giải thì sao. Trời. Con người này là có tầm gọi là nhìn xa trông rộng. Trời, quá bất ngờ luôn á, bước vô đây giống như là bước vô một cái studio gì đó. Dạ, cái này thì tụi em dán tường để mà cho cái công việc em livestream thôi. Em đề co nhiều mảng như vậy là chỉ để livestream. Dạ, đúng rồi. Em livestream một background hả? Dạ, đúng rồi. Nói chung là tới đây giống như là một cái dịp mà may mắn hay sao á. Mình vừa bước vô nhà cái mưa liền á. Mưa là có tiền. Dạ, đúng rồi. Công việc của Thảo chính là bán hàng online. Vậy thì hiện tại thì là cái công việc như thế nào? Thì nói chung hiện tại bây giờ là khách lựa khách hàng ổn định rồi. Vừa qua thì dịch bệnh anh, cho nên là kiểu như mình bán cũng giảm xuống. Chừng. Dạ đúng rồi. Hồi lúc bán 10 phần thì bây giờ mình bán khoảng 5 phần thôi. Nhưng mà nói chung là cũng ổn định, nó ổn cũng định, vừa đủ. Dạ. Rồi tình hình hai vợ chồng bây giờ là về ở chung chưa? Dạ vẫn chưa. Cách nhau con phà đúng không? Dạ đúng. Không, bây giờ cách nhau cây cầu. Rồi anh muốn hỏi là Đức có phụ cho vợ mình được cái việc gì trong cái công việc của Thảo hay không? Em ở nhà em thì em cũng lấy hàng về, em cũng làm ở trên nhà em. Rồi ví dụ như ở dưới đây cần gì thì em chạy xuống, em lên xuống cũng thường xuyên. Cách nhà 2 ngày, có khi là xuống mỗi ngày vậy đó. Rồi tối rồi ở lại không? Có, cũng có khi ở lại. Cũng từng ở lại mấy đêm. Ở lại livestream giấc tối rồi xong cái ngủ. Lai rai với vợ đúng không? Rồi sau chương trình Vợ Chồng Son về thì cuộc sống của hai vợ chồng sao? Có gì mới mẻ không? Dạ thì hiện tại cũng vậy à. Tại vì tụi em cũng chưa có dự định gì mới hết. Hiện tại tại vì tụi em cũng mới vừa cất nhà xong. Vừa mới ổn định xong. Từ khi bắt đầu mà mình nổi tiếng là mình cất bao nhiêu căn nhà rồi? Dạ, cái nhà ở bển thì là em cất hồi trước Tết năm rồi.
Thì xong là nhà này nữa là hai cái nhà. Nhà này là nhà riêng của em đó. À, dạ, nhà này thì em cất để phục vụ cho việc buôn bán, live stream. Còn ở bển thì để nội với mẹ với em với mấy anh em ở. Là nhà đối diện đây ha. Dạ. Em ơi, vậy một chút nữa, thí dụ mà anh chị mà có xin ăn cơm ké đó. Dạ. Giờ mình ăn nhà nào em? Nhà nào cũng được hết á chị Lan. Bữa nay là em đãi anh Thuận với chị Lan là một cái món đặc sản dưới quê em luôn. Rồi bây giờ thôi, có nhiều cái câu chuyện mà anh cũng muốn hỏi riêng và chị Lan cũng muốn hỏi riêng. Bây giờ mình chia phe đi ha. Đức, theo anh. Con chào cô. Đây là mẹ hả? Dạ, đây mẹ em chị. Cô biết con không cô? Biết. Con tên gì? Tên Ngọc Lan. Hay quá. Mẹ là chân mẹ yếu hả? Dạ, mẹ em bị tai biến mạch máu não á chị. Nhà bên này là còn ông nữa đúng không? Dạ đúng rồi, ông nội với lại mẹ em. Rồi em cứ chạy qua chạy lại vậy thôi hả? Dạ, em ở chính là ở bên này. Chỉ có tối lai like thì em về bển lai like thôi. Ba mẹ là có một mình em thôi hả? Dạ, có anh hai lớn với lại em út nữa. Anh hai thì bây giờ cũng đi làm lo vợ con ảnh đó. Rồi em út thì giờ nó đang đi học nghề. Cô nhưng mà từ lúc mà nó nổi tiếng á, rồi cô có thấy người ta hay bàn tán gái mình không? Ôi mặc kệ nè. Mặc kệ, nói gì nói mặc kệ. Nhưng mà người ta khen mà. Người ta khen gì? Nói xấu hả? Nói xấu. Nhưng mà giờ đẹp mà. Đẹp xuống đẹp. Trời ơi, con gái là đẹp mà. Lúc nào cũng con gái là đẹp hết trơn á. Ờ, ba đâu chị không thấy ba? Dạ, ba em thì mất cũng 6 năm rồi. À, chắc ba mất là mẹ bệnh luôn á hả? Dạ không, mẹ em bệnh 1 năm rồi xong ba mới mất. À vậy hả? Dạ. Nhớ chú không cô? Nhớ, nhớ. Lúc ba mất thì có khóc mà lâu dữ lắm rồi. Không biết bằng đêm có khóc thầm không thì mình không biết. Bằng ngày thì không có thấy. Khóc ghê. Tại hồi đó thì ba em cũng bị suy thận mạng giai đoạn cuối, bị 4 năm, xong rồi mới tới mẹ em bệnh. Thì lúc đó là hai người bị bệnh song song luôn. Kiểu thương rồi lo lắng chăm sóc qua cho nhau qua lại vậy đó. Rồi cái mẹ em bệnh 1 năm xong rồi ba em mới mất. Thôi đừng khóc nữa nè. Con xin lỗi cô, lẽ ra là con không nên hỏi. Thôi đừng khóc nữa. Thương quá, chắc cũng nhớ quá nhớ. Yeah. Em có thường hay thấy mẹ như vậy không? Dạ không, ít lắm. Nói chung là nhiều khi thấy mẹ nằm buồn thì có. Chứ ít thấy mẹ không. Có hay tâm sự với mẹ không? Dạ không. Tại vì em không có muốn nhắc cho mẹ buồn. Cho nên em không có hỏi nhiều. Em khi em biết nhưng mà em không có nhắc. Cô đừng khóc nữa. Thôi. Đỉnh đi, đừng khóc nữa. Mô không nhắc nữa ha. Mô không nhắc nữa. Tại con không biết á, nên con nhắc á. Đỉnh đi mẹ. Nha. Yeah. Thôi giờ đói bụng chưa? Chắc đói rồi đó. Ăn cơm ha. Ở đây có hay nói chuyện với hàng xóm không? Có, đây đứa nè. Như mẹ em qua bển, như làm thì đi qua bển chơi với nhân viên rồi thôi. Giờ thèm cháu ngoại chưa? Ủa có cháu nội. Nà, chưa có chưa có cháu ngoại à. Thèm cháu ngoại chưa? Nà, nó dễ gì nó 2 năm mới có à. Tức là dễ gì nó chịu có, nó có là sao nó lo vậy đó. Tại vì em cũng lo, kiểu như có em bé rồi cái không có chăm sóc được nội với mẹ cho nó chu toàn giống như bây giờ. Cũng đợi cho thằng em nó ra nghề rồi nó về nó tiếp này kia đồ. Làm cơm ăn cơm nha cô nha, đói bụng mà đúng không? Trời. Tranh thủ hai chị em họ đi vô nhà sau rồi á, anh có mấy điều muốn hỏi em nghe. Hai vợ chồng dự định là khi nào có con? Cái đó thì để em bàn với Thảo, cũng khoảng tính chắc cũng 1-2 năm nữa. Hồi nãy hai đứa nói là bây giờ là vẫn còn ở xa. Dạ. Cái việc này không lẽ nó kéo dài hoài hay sao đấy? Dạ đúng rồi. Tại vì lúc mà em với Thảo đến với nhau thì cũng nói với người lớn gia đình hai bên đó là sau này ông nội Thảo xong xuôi rồi hai đứa mới tính tới đường ở chung. Chứ còn hiện tại bây giờ thì hai đứa cũng vì chữ hiếu, vì cha mẹ ông bà hai bên trước đi. Giờ cái phần mình thì nữa mình tính sau. Nhưng mà ta nói là xa mặt cách lòng. Có những cái chuyện gì mà nó phát sinh
trong cái việc gọi là ở xa nhau vậy không? Em thấy cũng quen rồi. Vợ chồng thì hồi xưa giờ phải ở chung, nhưng mà em thấy cũng không nhất thiết nữa. Miễn sao mình cảm thấy vui và hạnh phúc được rồi. Em thấy thương cho cái hoàn cảnh của Thảo không? Dạ có, rất là thương. Ngay từ đầu em đã biết rồi. Nghĩ em thương Thảo thì em thương luôn gia đình của Thảo. Hiện tại thì tình trạng sức khỏe của nội và của mẹ Thảo thì sao? Nội thì nói chung sức khỏe thì cũng tốt á. Nhưng mà có một cái nội bị bệnh não teo đó. Người lớn tuổi đó, cho nên là cái trí nhớ của ông nội cũng mau quên lắm. Mẹ thì đầu óc tốt, nhưng mà đi đứng cũng khó khăn. Với lại mẹ lâu lâu cũng bị động kinh, cắn môi, cắn lưỡi, ngã ngang gì đó. Bên nhà em thì ba mẹ khỏe hết hả? Dạ, ba mẹ thì nói chung là sức khỏe cũng tạm ổn. Có ai ở với ba mẹ không? Dạ không, có mình em à. Cũng neo đơn đúng không? Dạ. Cái câu chuyện của hai đứa nó bị những khúc mắc là không thể ở chung được, là bởi vì mỗi nhà đều có một hoàn cảnh. Những cái lúc mà khó khăn, những lúc mà vất vả thì Thảo cũng có tâm sự với em. Thì em cũng an ủi, em nói mình dù gì mình cũng còn trẻ, mình cũng còn sức khỏe. Mình cố gắng mình chăm sóc ông bà, cha mẹ cũng không còn nhiều thời gian bên mình nữa đâu. Cố gắng mình làm cho cha mẹ ông bà vui đi, chu toàn cho ông bà cha mẹ trước. Sau này á, hả tới mình, cũng không sao. Nếu như có sao thì sao? Chắc không có sao đâu, em nghĩ là sẽ vượt qua. Bây giờ chắc là mình phải nói về tuổi thơ của mình đi. Mà chị thấy là các bạn ở miền Tây mình thì thật sự ra khu vực nào cũng khó khăn hết á. Tuổi thơ của em nó có khó khăn không? Hồi lúc nhỏ thì gia đình em còn làm ăn được, ba mẹ chưa có bệnh á, thì cũng đi học như mấy bạn bình thường vậy thôi. Rồi xong rồi sau này á, ba em mới bệnh thì lúc đó kinh tế mới bắt đầu khó khăn. Tại vì có một mình anh mẹ em làm thôi, thì em cũng đi buôn bán phụ mẹ đó. Một buổi em đi học rồi một buổi em đi bán bánh. Mình bán tại nhà hay là mình... Dạ, mình đội cái mâm đi á. Dạ, đúng rồi, đội dài lên dài xuống. Em nhớ hình như lúc đó em 12, 13 tuổi rồi. Mới ban đầu thì đội mâm bán đi. Xong cái từ từ mua được chiếc xe đạp, cái gắn cái tủ ngoài sau chạy đi. Từ từ lên cái xe đẩy đẩy đi. Như vậy đó thì bán cũng 4, 5 năm gì để phụ mẹ lo bệnh cho ba. Nhưng mà lúc mà mấy ngày đầu mà mình mới đội mâm mình đi bán á, rồi mình có bị mắc cỡ không? Nhất là mình gặp bạn bè đồ này nọ, thầy cô đồ á. Lúc đầu cũng mắc cỡ lắm, nhưng mà kiểu mình cũng biết gia đình hoàn cảnh mình vậy đó. Xong rồi sau này em bưng vô tới trường em bán luôn. Lúc đó em rất là ham học luôn, cho nên là ráng đi học, nhưng mà kiểu không có nghĩ bán bánh được. Cho nên là xin mẹ là mẹ ơi thôi mẹ cho con á, vừa học vừa bán đi. Rồi con bưng mâm bánh lên trường con bán. Thì mấy xin nhà trường là cho em bưng mâm bánh vô trong đó. Em gửi căng tin cho cô căng tin bán giùm rồi em vô em học đó. Em là gan lắm á. Căng tin là người ta phải thầu á, chứ không phải người ta kia không? Không, kiểu như người ta thương á chị. Trời ơi. Cái cô đó cô cũng bán giùm luôn. Chiều mà nhiều khi ế á, thì mấy bạn mua phụ tiếp, như bán cái 2.000 thì chiều đó bán 3 cái 5.000. Nhưng mà rồi cái công việc học của em và công việc bán của em nó có đồng hành được với nhau cho tới khi em tốt nghiệp không? Lúc đó thì thầy cô bạn bè trong trường đồ hỗ trợ rất là nhiều. Tại vì thương với lại mình học giỏi đó chị. Nhưng mà tới năm em học lớp 10, hết năm lớp 10 thì bắt đầu là năm học 11 là em học được 2 tháng. Thì lúc đó là mẹ em mới bệnh, là bắt đầu em nghỉ luôn, chứ em cũng chưa có tốt nghiệp được. Cái lúc mà hay tin mẹ bị tai biến là em... Lúc đó mình còn nhỏ quá, mình không biết chuyện gì đang xảy ra. Lúc đó chỉ mong là mẹ đừng có chết là được rồi, mẹ sống với mình thôi. Em còn nhớ rõ ràng là cái đêm mà mẹ em nằm ở chợ rẫy á, sáng ngày hôm sau là ngày 20 tháng 11. Thì đúng ra là cái ngày 20 tháng 11 đó là em sẽ lên toàn trường để em đọc diễn văn. Tại vì lúc đó em học giỏi văn á, thì lúc đó em buồn lắm. Cứ trách là tại sao cái chuyện đó nó lại xảy ra với mình mà không phải là cái chuyện gì khác. Thì thời gian đầu thấy bạn bè đi học đầu tuổi lắm, nhiều khi Tết bạn bè họp bạn em cũng không dám đi. Hiện giờ cũng nhiều khi cũng tiếc. Tại vì ngày trước em cứ ước mơ của em là em làm luật sư hoặc là em làm công an. Nhưng mà cuối cùng cũng phải đi bán hàng online. Không làm được cái mơ ước của mình. Tức là em là trải qua hai cú sốc lần đó. Một là cú sốc về chuyện mà mẹ bị tai biến. Dạ. Rồi tai biến được một năm. Dạ. Thì xong rồi ba em ba mất. Cái lúc ba mất thì như thế nào em? Có thể lúc em còn hơi nhỏ, cho nên em chưa có, cũng buồn nhưng mà chưa có cảm nhận hết cái nỗi đau đó.
mà càng lớn càng về sau này thì em mới biết là cái mất mát của nó rất là lớn. Càng về sau này, hiện tại bây giờ cuộc sống nó đầy đủ thì mình mới có khi là cha mình còn để mình có thể mình lo cho cha mình giống như mình lo cho mẹ với nội bây giờ. Em đừng có tự trách bản thân mình như vậy, với lúc đó điều kiện cũng không có nữa. Bây giờ là có mấy câu hỏi mà phải trả lời nhanh giùm tôi nghe anh Đức. Bây giờ anh hãy cho biết ba món ăn mà con bé Thảo vợ anh nó khoái. Trả lời lẹ lên. Ba món ăn mà vợ mình khoái. Khoái ăn em hả? Khoái món này nè. Món này là món gì? Món này là món sườn xào khóm. Với món này là món mắm. Lẩu mắm. Dạ, lẩu mắm. Còn món nữa. Một trái cây. Rồi ba cái món mà vợ của Đức không thích ăn, có thể nó là ghét. Em cũng không biết luôn. Như vậy là chưa hiểu ý vợ. Đó là tại vì ở coi như là cái khoảng cách xa quá, ít ăn cơm chung. Không, vợ là vợ em ăn chay lâu nay á. Ủa là anh Thảo nó ăn chay hả? Dạ, ăn chay từ lúc mới quen nhau, rồi lúc mà Thảo bệnh rồi xuống ký, rồi em mới kêu thôi ăn mặn lại, mới ăn gần đây à. À, thôi giờ dọn chén đi. Để đó tôi hâm lại cái này. Thôi không có nói cái chuyện buồn nữa. Bây giờ mình nói tới cái bước ngoặt cuộc đời của mình đi. Em đi tham gia cái thách thức danh hài. Cái thời điểm đó là em đi làm cho chị của em. Rồi lúc đó hai chị em cũng cố gắng buôn bán livestream. Nhưng mà thời điểm đó thì bán rất là ế. Tại vì đâu ai biết gì đâu. Rồi like thì có 20-30 người coi à. Thì mình mới lóe lên cái suy nghĩ là hay là bây giờ mình thử mình thi đi. Ví dụ mình thi được 20-30 triệu gì thì mình cũng có một chút nổi tiếng để mình bán hàng. Thật ra cũng có lên tivi. Dạ đúng rồi, mình bán hàng cũng được một chút xíu. Đó là cuối cùng là thi đậu mà mình cũng chưa tin là sự thật. Nhiều khi tới bây giờ em nằm em suy nghĩ em nói trời ơi, thiệt chứ ông trời ổng thương mình lắm, ổng mới giúp đỡ cho mình như vậy. Tổng cộng cuộc thi đó được 250 triệu. Dạ đúng rồi. 250 triệu đó em đem về em làm gì? Ban đầu là em trả nợ trước, tại vì lúc đó mình vay tiền để mình mua quần áo, mình mua bán rồi đó. Xong rồi á là em mới đầu tư hết vô để em buôn bán. Tại vì lúc đó cái số tiền 250 triệu mình có đầu tư vô mình cất nhà thì nó cũng không đủ. Mình buôn bán xong đi mình có lời ra thì mình hãy cất nhà. Nhưng mà lỡ ví dụ như mình xui mình bán không được thì sao? Tại vì cái lúc đó là em khi mà em live stream lên rất là đông người xem. Đó. Và cái thời điểm là không có đủ đồ để bán luôn á. Lúc đó live là vẫn live với cái răng súng. Dạ đúng rồi, vẫn còn súng răng chưa gắn răng nha. Tại vì thi xong thì phải đâu 2 tháng sau mới hoàn thành cái răng của em. Sao lúc đó em không để cái răng vậy luôn? Nói chung là mình để cái đó để mình live stream thì cũng được. Nhưng mà em nghĩ thì chắc cái hình ảnh mình người ta cũng từ từ người ta cũng sẽ quen thôi. Nó không còn gì ấn tượng nữa đâu. Thật ra là chị rất cảm ơn em vì em đã gắn răng vô. Dạ. Mình không thể nào mà mình cứ đem cái hình thể cá nhân của mình ra để làm trò cười cho người ta. Dạ, để mà mình đem cái kinh tế về cho mình. Với lại giống như là cái thời điểm đó người ta không có biết, người ta cứ nói là con nhỏ này nó xấu quá mà sao thằng này nó thương. Nhưng mà người ta không hiểu là cái việc đó nó chỉ xảy ra trong một cái giai đoạn 1-2 tháng thôi, chứ không phải là nó kéo dài suốt đời như vậy. Dạ đúng rồi, người ta chỉ hiếu kỳ, người ta xem thời gian đầu thôi. Mẹ hồi nãy mẹ cũng có nói là thi xong rồi cái người ta cũng nói nhiều lắm nên mẹ buồn lắm. Dạ. Người ta nói gì? Kiểu như mạng xã hội thì người thương người ghét cũng nhiều lắm chị. Nói chung là tất cả những gì mà em làm em cố gắng là đều vì gia đình em hết. Em không có quan tâm gì người ta nói gì cả. Chỉ cần là nội mẹ em là khỏe, sống lâu với em và gia đình em là đầy đủ là được rồi. Chị quý em vô cùng vì cái cách hành xử rất là văn minh của em với xã hội. Một cái người con rất là có hiếu với gia đình. Đôi khi cái việc của mình làm người ta không có hiểu được, nên người ta đánh giá, người ta nói gì nói. Mình chỉ cần mình cố gắng mình sống hạnh phúc để mình chứng minh là tôi không có làm gì sai hết. Những cái mà mọi người nghĩ về tôi là mọi người đang hiểu lầm thôi. Thời gian đầu á nha, em rất là stress luôn. Em buồn, em áp lực lắm. Tại vì cứ hay lên đọc bình luận này kia rồi đó. Rồi cứ một cái bình luận cái vô giải thích, một cái bình luận cái vô giải thích. Xong rồi từ từ em quen rồi em cũng không có giải thích gì nhiều. Bây giờ ai muốn nghĩ sao mà nghĩ. Nhưng bây giờ làm sao mà đúng giải rồi. Thích hết được mình vậy cứ sống đúng. Làm những cái việc đúng đắn là được rồi. Dạ. Thôi bây giờ ăn cơm đi. Dạ. Wow. Trời ơi nhìn cái mâm topping là muốn xỉu lên xỉu xuống. Topping này là topping cái món gì biết không? Lẩu mắm.
mắm. Nhưng mà cho em hỏi là mình đang ăn lẩu mắm mà tự nhiên không có dĩa thịt kho là cái gì vậy? Đại phục vụ anh. Sao vậy? Anh không biết lẩu mắm. Anh không biết lẩu mắm. Đây là thời buổi bình đẳng, mạnh ai nấy ăn. Dạ em mời anh bên với chị La ăn ha. Đây giới thiệu cho anh, đây là mẹ của Ngân Thảo. Hồi nãy em có trò chuyện với bác rồi. Dạ. Bác là gọi là cô gì? Dạ mẹ em thích Út. Gọi cô Út đi ha. Bây giờ năm nay cô Út bao nhiêu tuổi cô Út? 49 tuổi. Rồi bây giờ ăn uống là cô Út tự ăn được không hay là có ai đút? Tự ăn được. Thôi giờ anh chuẩn bị ăn đó, còn không biết gia đình sao nè. Dạ em mời anh chị giờ. Mời một mình chị thôi với dạ. Mẹ thôi em. Cô vợ chồng từ hồi lấy nhau tới giờ là cứ người ở nơi về đây ngủ là được có một đêm thôi rồi lại đi. Rồi cô có buồn không? Cô không buồn nhưng mà cô có mong là tụi nó về chung một chỗ đúng rồi không? Đó nói nào ngay là hai người đáp lại. Dạ bây giờ là nó là hạnh phúc không phải nghi lộn phải chưa mấy người là ngày xưa mình là mình đám cưới đang em nói mà lại là hai đứa là bây giờ hai đứa chưa có đám cưới. À. Nhưng mà tụi con là đăng ký kết hôn rồi. Đó, ý là mẹ con nói là bây giờ đám cưới đi rồi về ở chung. Ủa vậy chưa cưới luôn ha? Dạ thì đăng ký kết hôn rồi. Nhưng mà dịch đó phải không? Dịch vật đó bởi vì là tại vì ở mình quê mình á mà gặp vậy mình ơi là không có người ta nghĩ gì nghĩ. Đúng rồi. Nhưng mà cô á, cô có thấy buồn khi mà các con nó không ở gần với nhau. Nhưng mà đám cưới là hết đám cưới là sắp lại rồi. Vậy con về trả nó ngoãn nha. Thôi. Mình cuối cuối mời chị về chứ không? Dạ. Tháng 2 á, tháng 2 á. Tháng 2 hả? Ừ. Tháng 2 ok. Dạ đúng rồi, qua Tết. Bây giờ có mẹ ở đây anh mới hỏi Thảo nè. Hồi nãy anh có hỏi Đức rồi. Hai đứa đã thỏa thuận với nhau cái việc cưới nhau. Nhưng mà hai đứa sẽ ở hai nhà. Vì hoàn cảnh của hai bên. Hồi nãy Đức cũng có nói với anh là cũng đã tính tới cái chuyện là hai đứa sẽ có con. Và 1-2 năm đầu thì Đức sẽ qua ở đây để mà chăm sóc phụ. Nhưng mà sau đó thì cũng có thể làm chia ra. Mà anh hỏi thật nha, Thảo có nghĩ rằng là cái việc mà ở như vậy, cái đời sống vợ chồng nó sẽ có gặp những cái khó khăn sau này hay không? Thì nói chung là nhiều khi cái công việc mình làm nó áp lực á anh. Rồi em ở dưới này một mình thì có những cái mình cũng không thể nào mình chia sẻ hết được với lại chồng của mình. Rồi nhiều khi cũng áp lực, cũng phải lo mọi thứ hết. Ví dụ như có ảnh ở đây thì sẽ đỡ hơn một chút. Ảnh sẽ lo phụ mình. Nhưng mà bây giờ hoàn cảnh như vậy thì ảnh cũng không thể nào mà ảnh về đây được. Bỏ ba mẹ chồng em trên cũng không ai lo. Nhiều khi mình cũng tủi, cũng buồn. Với lại thấy nhiều khi hai đứa cãi lộn đi. Thì nếu là vợ chồng sống chung thì chút xíu là nó sẽ hết thôi. Tại vì mình sẽ gặp mặt, mình sẽ làm hòa liền. Còn như em với ảnh mà cãi nhau thì ở xa đâu có thể nào làm hòa liền được. Thì cũng phải đợi cả ngày hoặc là qua đêm đó thì nhiều khi nó bực bội trong người lắm. Một tuần hoặc là nửa tháng gì thì ảnh mới ngủ lại một lần. Thì lúc đó thì mới có thời gian để mà nói chuyện. Nhưng mà cái lúc đó thì nhiều khi cái chuyện rắc rối nó đã qua rồi. Mình không có nói lại để giải quyết được nữa. Thì cái thời điểm mà xảy ra cái rắc rối thì cũng một mình giải quyết. Chứ mình cũng không có chia sẻ được cho ảnh. Hai đứa không có chung tiếng nói á. Nhiều khi nói chuyện chút xíu là cãi nhau à. Không chung tiếng nói. Dạ. Mà không ở chung nhà nữa mà nó càng khó nữa. Dạ. Từ lúc mà các bạn mà chính thức là vợ chồng á, có những điều gì mà nó khiến em khó chịu ở trong lòng mà em chưa nói ra được? Cái này giống như là chưa bao giờ em nói với chồng em là hiện tại bây giờ là gia đình em rất là nhiều việc. Rồi công việc buôn bán rồi lo cho nội mẹ rồi rất là nhiều việc. Em không thể nào em có nhiều thời gian để em dành thời gian cho gia đình bên chồng. Cũng không thể nào em lo được cho ba mẹ chồng em. Em không thể nào lên để mà phụ mẹ em, mẹ chồng em để mà dọn dẹp một ngày. Kiểu như em có việc em đi lên thì cũng ăn một bữa cơm xong rồi em về. Em không thể nào em ở, mặc dù em thấy mẹ chồng em rất là cực. Nhưng mà em cũng không ở lại để em phụ được. Em ở dưới này rất là nhiều việc. Cũng không có dành thời gian để mà đi chơi được với chồng em. Nhiều khi hai đứa lo làm cái stress quá cái chồng em thôi em ơi đi chơi đi. Em mới nói là thôi bây giờ công việc nhiều quá làm sao mà đi chơi được. Năm này qua năm nọ cái thời gian nó cứ như vậy thì hai đứa cũng không có đi đâu hết. Thời gian gần đây thì em mới cảm nhận là hình như là mình bị cuốn vô cái công việc. Mình không có còn dành thời gian cho gia đình được nữa. Thì mới nói với chồng là thôi bây giờ mình làm ít lại.
để mình dành thời gian cho hai bên gia đình, mình chăm sóc cho ông bà cha mẹ nhiều hơn. Cứ mà làm từ sáng tới tối thì khi mà tối xuống tất cả mọi người đều ngủ hết rồi, thì chỉ còn một mình em ở trong nhà đi vòng vòng để mà coi cửa nẻo đồ đạc kia để em dọn dẹp em khóa lại. Thì lúc đó em rất là buồn, em rất là tủi. Em nghĩ là phải chỉ có chồng mình ở đây thì mình không có phải buồn như vậy, mình không phải làm một mình như vậy. Thì lúc đó em buồn nhưng mà em nghĩ chồng mình ở trên cũng sẽ như vậy, cả hai cũng tương tự với nhau thôi. Cho nên bây giờ là cái giai đoạn này cả hai cùng phải cố gắng thôi. Sau này cái cuộc sống nó tốt hơn, nó ổn định hơn nữa thì mình sẽ làm ít lại, thì mình dành thời gian cho gia đình nhiều hơn. Em có hiểu được cái nỗi lòng này của vợ không? Có chị. Chung mình thấy mình cũng không được như người ta. Những cái gia đình khác, những cái cặp vợ chồng khác, người ta có vợ có chồng, người ta sống hạnh phúc bên nhau. Còn hai đứa em thì không có được điều đó. Nhưng mà bây giờ mình lo cho ông bà cha mẹ trước đi, giờ cái hạnh phúc của mình để sau cũng được. Không sao đâu, giờ từ từ cũng tới mình à. Cứ bình tĩnh sống đi. Hãy anh nghe em nói câu, khi xong việc rồi em đi một mình em lủi thủi, em rất muốn có chồng ở bên cạnh. Chỉ rót cho em một ly nước hay chỉ cần hỏi vợ ơi em có mệt không, thế là đủ rồi. Anh rất hiểu cái cảm giác đó, và anh rất thương cái hoàn cảnh này của Thảo. Cái người mà lo lắng nhất đó là mẹ. Tại vì thật sự mà nói thì em nhiều khi mình buồn mình tủi thôi. Nhưng mà anh Đức ảnh rất là thương em. Ảnh lớn em 8 tuổi lần, cho nên là cái cách suy nghĩ ảnh nó chín chắn em rất là nhiều. Cho nên nói chung là có ảnh là một cái chỗ dựa rất là lớn đối với em. Thật ra chị thấy vậy nè, tụi em đã cùng nhau vượt qua rất là nhiều khó khăn. Cái quan trọng bây giờ là cả hai đứa đều hiểu cái vấn đề đó. Không phải là tụi em không có cùng tiếng nói đâu, mà tại tụi em không có thời gian để tụi em tâm sự với nhau nhiều. Mà không phải là chỉ là cái câu chuyện mà bạn này tủi thân vì tối về lủi thủi một mình đâu, mà bạn này còn có một cái cảm giác là áy náy vì không chăm sóc được cho cha gia đình chồng nữa. Bây giờ cái vấn đề quan trọng là hai đứa cứ cố gắng giữ cái tinh thần này, giữ cái tình cảm này. Cơ bản tụi em cùng chí hướng mà, tụi em đâu có bị lệch cái chí hướng với nhau đâu, cho nên là tụi em không lo gì cả. Quan trọng là sắp xếp. Nếu như trước đây mình về một đêm, có thể mình sắp xếp về hai đêm. Dạ. Về hai đêm. Nhà này quá rộng, xin phép cho tôi được tham gia chút xíu về kiến trúc, thấy không? Hy sinh bớt một phần, làm một cái phòng nữa. Dạ. Để ba mẹ chồng về, ba mẹ của Đức về. Dạ. Thôi bây giờ nè, nhân dịp hôm nay ngồi ăn cơm như này, thì Đức có điều gì bày tỏ với mẹ vợ hay không? Con thì chỉ muốn nói với mẹ là mẹ cố gắng khỏe mạnh, sống vui vẻ. Còn với anh Thảo á, sẽ chăm lo hết mình để cho mẹ được đầy đủ trong cái cuộc sống của mình về sau này. Nha, yeah, dễ nói vậy được không? Ôi, cảm ơn. Con có hài lòng con rể này không? Số 1. Yeah. Em thấy anh chị nói nó cũng hợp lý. Tụi em cũng đã dự tính như vậy rồi. Ừ. Nhưng mà do là hiện tại như chị dâu em á, là tháng 9 này là bắt đầu sanh em bé. Đó. Rồi cũng tính là để cho chị em cứng cứng đi, xong rồi qua Tết tụi em làm đám cưới. Rồi chắc là em cũng phải đi về trển để mà giống như chị Lan nói vậy. Đó, tại vì tụi em cũng đang chuẩn bị sửa nhà ảnh trển để mà làm phòng này lại kia đồ. Đặng em có về trển em cũng livestream được. Dạ đúng rồi. Có muốn nói gì với mẹ hay không? Con muốn nói với mẹ, mẹ cứ yên tâm đi. Mẹ đừng có sợ là con bỏ mẹ đi theo anh Đức. Dù sao thì con cũng sẽ lo cho mẹ với ông nội. Chứ mẹ đừng có lo. Mẹ em cứ sợ là em về trển không có về đây nữa. Không lo nữa nha. Rồi. Ngày hôm nay là một cái bữa cơm nó rất là dạt dào cảm xúc. Chị rất là quý em, quý cái cách em cư xử với xã hội, với gia đình. Cảm ơn em đã cho gõ cửa thăm nhà, gõ cửa nhà em. Và một bữa cơm mà với một cái món đặc sản của người dân miền Tây mà một đứa con miền Tây thì lại không ăn được. Thôi em tự nhiên lo tôi vô vậy. Dạ em cảm ơn anh chị. Chương trình có phần quà dành tặng cho em. Đây là cốt súp gà, một sản phẩm của Quốc Việt Food, giúp cho món ăn thơm ngon tròn vị, dễ dàng hơn trong quá trình chế biến. Dạ em cảm ơn anh chị. Xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình. Bây giờ thì Quốc Thuận, Ngọc Lan và gia đình của Thánh Súng xin phép được chào tạm biệt. Qua cưa thăm nhà, qua cưa thăm nhà.